Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn với tiêu chí kinh doanh phụ sự để dẫn đầu. Shop xe đạp thể thao VIP luôn cam kết mang lại cho khách hàng những chiếc xe đạp tốt và phù hợp. Hiện shop đang chạy chương trình khuyến mại chào xuân lớn nhất trong năm, giảm giá cho nhiều mẫu xe từ 500k đến 3 triệu đồng. Tại shop luôn có nhiều mẫu xe để phục vụ đông đảo của quý khách. Và anh Khoa ở Phan Thiết liên hệ với shop tìm hiểu về mẫu xe đạp touring FCR22. Vâng, với xe đạp này, đây là mẫu xe đạp đường phố model mới 2022 đang rất hút khách hiện nay trên thị trường. Và xe có rất nhiều màu như màu đen đỏ, màu đen trắng, màu xanh và màu đen. Sử dụng kiểu dáng thanh lịch, trang nhã và lịch lãm, đặc biệt với mức giá vô cùng hợp lý cho FCR22 này. Nên anh Khoa đã tìm hiểu kỹ thông tin, đã chốt ngay một em FCR22, một mẫu 2022 màu xanh tuyệt đẹp đây. Vâng, và với line FCR22 thì shop đã review cũng như chụp ảnh chi tiết đăng giá sản phẩm trên web xe đạp thể thao VIP.com. Bạn có thể truy cập và cũng như tham khảo và lựa chọn mua cho mình được chiếc xe đạp như ý thì đến với shop xe đạp thể thao VIP.com. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, FCR22 màu xanh, màu xanh bản mẫu 2022 với thiết kế full nhôm, và đặc biệt ở bản 2022 thì sử dụng tem phản quang bạn nhé, tem phản quang rất nổi bật. Và cái màu xanh là màu xanh bộ độ, màu xanh rất khỏe màu luôn. Full nhôm gồm khung nhôm, phuộc nhôm, phuộc đơ nhôm, phô tăng tay lái, cọc in nhôm, vành nhôm, đùi đĩa nhôm, manh ơ nhôm. Vâng, sử dụng cặp bánh bánh với vành nhôm hai lớp cao 4cm cắt CNC, lam ngò bằng thép, may ơ bằng nhôm, chạy bình bằng đạn đây. Lốp sử dụng lốp đen đà 700x28cm. Vâng, một thông số lốp rất chuẩn cho xe đạp touring. Và phanh trước phanh sau sử dụng phanh C, phanh chống bó, phanh bằng hợp kim nhôm. Xe đang được trang bị bộ truyền động Shimano EF500 với tay đè số Shimano EF500 3x7 tốc độ, tức là có 21 tốc độ. Điều khiển bộ đùi đĩa, 3 tầng đĩa, có chắn đĩa rất sạch sẽ, quáng đồ bi bằng nhôm đây, trục cốt vuông bi bậc đạn, gạt đĩa Shimano Touray TZ, gạt nít Shimano và nít 7 tầng, 21 tốc độ. Vâng, xe đẹp giá tốt khi đến với shop xe đạp thể thao VIP.com mua xe đạp đó nào. Vâng, chỉ cần bạn có nhu cầu mua xe đến với shop, chắc chắn bạn sẽ mua được chiếc xe đạp như ý, dù bạn ở bất cứ nơi đâu, có người mang xe đến tận nhà cho bạn, không cần phải đi đâu xa, đến với shop mua xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo của kênh xe đạp thể thao VIP.com. Thank you.